Hello mọi người, hôm nay mình sẽ mở gói hàng đặc biệt đến từ Gan Q. Gói hàng này mình đã nhận được từ trước Tết nhưng bây giờ mới có thời gian để làm clip. Rất cảm ơn hãng Gan Q đã gửi cho mình mẫu để mình có thể trải nghiệm và đánh giá cho mọi người cùng xem nhá. Vì gói hàng được bọc rất kỹ nên mình phải dùng con dao mèo này. Ảo ma thật đấy. À, vẫn phải dùng dao. Cứ tưởng là không có cơ hội dùng con dao đáng yêu này chứ. Ok. A few moments later. Bóc tem em nó thôi nào. Ten. Đây là Smart Q mới nhất đến từ họ nhà Gan. Gan 356i3. Phiên bản này được làm hộp rất là đẹp và gọn gàng. Cá nhân mình thấy đây là hộp đẹp nhất của 3 phiên bản Gan Y, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Ui, tên được in ở cả bên trong nữa này. Tôi biết đây rồi. Bọc ni lông rất là cẩn thận luôn nhá. Một tờ hướng dẫn CFOP siêu to khổng lồ, đầy đủ và chi tiết. Quá là ác mộng luôn. Một chiếc túi màu đen mềm mượt diệu kỳ, siêu êm siêu chống xước, giúp các bạn yên tâm mang Rubik đi chơi hoặc đi tán gái. Nhẹ nhàng cho Rubik vào, kéo dây căng hai đầu rồi buộc thật chặt. Thế là quăng quật thoải mái, chẳng sợ bị xước nữa. Tiếp theo ta có cái thẻ cứng in mã số và đằng sau in logo Gan Smart Q E3. Lần này thẻ được làm hình vuông chứ không phải chữ nhật như ngày trước nữa. Một thẻ đăng ký app Q Station. Một cái đốc sạc màu trắng. Lần này hãng đã sử dụng cổng Type-C phổ biến và hiện đại hơn rất nhiều so với cổng cũ. Mặt đáy có 4 chân chống trượt rất là tinh tế. Một hộp đựng phụ kiện có rất nhiều thứ ở bên trong. Thử đổ vào xem sao nhá. Đầu tiên ta có một tờ hướng dẫn sử dụng. Toàn bằng tiếng tàu. Thế em sao mà đọc được nhỉ? Ở đây, bên này có tiếng Anh. Rất đầy đủ và chi tiết các bạn nha. Chúng ta sẽ nghiên cứu tờ giấy này sau. Ta có một túi lò xo set 1. Một túi lò xo set 2. Nhưng set 2 này lắp sẵn vào trong Rubik rồi nha. Nên là túi này sẽ rỗng. Và cuối cùng là túi lò xo set 3. Có độ nén mạnh nhất. Một túi đựng bộ nắp lò xo. Có hai màu xanh biển và trong suốt. Mỗi màu sẽ có 7 nắp. Trong Rubik được lắp sẵn nắp màu xanh lá cây. Độ nén của nó giảm dần từ nắp xanh biển đến xanh lá rồi trong suốt. Anh em hãy tự nghiên cứu và lắp bộ nào cảm thấy hợp tay nhất nha. Chúng ta có thêm một chiếc tua vít dẹt mini dùng để chỉnh nam châm ở trên bề mặt cạnh. Cuối cùng là một chiếc dây USB Type-C dùng để sạc. Dây hơi ngắn, chỉ dài có 50 phân thôi, cũng gọi là đủ dùng. Được cái là dây khá là dày dặn và đẹp, như vậy cũng gọi là ok rồi. Thôi, quay trở lại với nhân vật chính nha. Ai hi cùng bóc ni lông nào. Bề mặt làm nhám cầm rất là xứng tay luôn. Ngoài ra nó còn giúp chống chầy, chống thức răm cực kỳ hiệu quả đấy. Logo thì được in chìm, rất đẹp và cực kỳ khó phai. Như tên gọi của nó thì kích thước của Cube rơi vào khoảng 56mm, hầu như là ai cầm vừa tay hết. Khối lượng thì hơi nặng, rơi vào khoảng 78g vì nó còn có cả máy ở bên trong nữa cơ mà. Khi cầm thì khá đầm tay, kết cấu thì vô cùng chắc chắn, hoàn thiện tinh xảo cao cấp. Điểm 10 của chất lượng. Nắp lò xo bên trong được lắp sẵn màu xanh lá, có đánh số và có thể điều chỉnh theo ý thích của mình. Cậy thử xem bên trong cấu trúc thế nào nha. Cạnh có nam châm điều chỉnh được. Tuy nhiên số cực kỳ bé, mình không thể nhìn thấy được luôn ý. Sao hãng lại làm bé thế này nhỉ? Không đọc được luôn ý. Khó lắm. Chúng ta cứ xoay theo bản năng thôi. Xoay theo chiều kim đồng hồ thì sẽ là tăng lực hút, còn xoay ngược chiều kim đồng hồ sẽ là giảm lực hút. Thôi quay qua xem góc đi. Chân góc sử dụng nhựa primary và có 3 cái lỗ khá là to. Bề mặt có rãnh tổ ong giúp giữ lúp lâu hơn. Cả cạnh và góc đều làm ngắn lại hết sức có thể, giúp tối ưu không gian bên trong để còn chứa bộ máy. Thử tháo tung hết ra xem cái lõi bên trong thế nào nhá. Ây, chết tiệt. Đây rồi. Đẹp thế nhở. Tất cả các vi mạch máy móc đều được bảo vệ rất kỹ trong cái hình cầu màu trắng này. Ta có thể thấy ngay hai điểm tiếp xúc của chân sạc. Khi cắm vào sẽ như thế này.
quá là nể thiết kế của Gan luôn. Chúng ta mở nốt cạnh và góc xem nam châm bên trong thế nào nhá. Ôi dồi ôi, các mảnh của nó ghép với nhau chặt thế. Cứng chết nhờ. 20 minutes later. One hour later. Ôi giời, mai mới ra. Nam châm này được kẹp vào trong cạnh chứ không phải gắn keo. Trên bề mặt có đánh dấu để xoay nhưng rất bé, không thể đọc nổi. Bây giờ tháo nốt góc để xem nam châm bên trong nhá. Cái góc này cũng rất là cứng, nếu như mà không cậy hay là không đập thì cũng không bao giờ có thể tung ra được luôn. Đồ hoàn thiện thì Gan phải gọi là số 1. 6 hours later. Ây da. Hư thật đấy, mãi mới chịu ra. Ui, cấu trúc góc đẹp chưa? Để thử cảm giác xoay xem ra sao nào. Khi xoay có cảm giác hơi sạn sạn một tí, nam châm lực hút thì vừa phải. Con này xoay tốc độ khá cao, cắt góc ở mức độ hợp lý, không sâu quá cũng không nông quá, như vậy là đủ dùng rồi. Con này cầm xoay rất đầm tay, có thể dễ dàng kiểm soát cũng như tăng tốc nếu cần. Nói chung là cảm giác xoay nó sướng, rất là thích và cảm giác cực kỳ cao cấp. Kiểu này mình chưa cho lúp gì vào đâu, toàn bộ đều là nguyên bản đấy. Anh em cùng nghe tiếng xoay của nó nha. Trước khi kết nối để sử dụng, ta nên sạc nó khoảng 1,5 tiếng. Khi cắm sạc sẽ có đèn cam. Khi sạc đầy sẽ thành đèn xanh lá cây. Để sử dụng ta phải tải một app tên là Cube Station. Cách sử dụng app này mình sẽ hướng dẫn ở một clip khác. Cái con Gan 356i3 này là Rubik thông minh, đầy đủ tính năng. Đầu tiên phải kể đến Gyroscope, tiếng Việt là cảm biến con quay hồi chuyển. Đây là một bộ phận rất phổ biến trong các thiết bị điện tử như smartphone hay là iPad, vân vân. Nó cảm biến các chuyển động theo trọng lực, tức là khi mình nghiêng Rubik nó cũng nghiêng theo để mình quan sát trực quan hơn. Ngoài ra các bước xoay còn được trực tiếp lên màn hình thông qua kết nối Bluetooth rất ổn định của con i3 này. App Cube Station cũng có rất nhiều tính năng, ta có thể luyện tập và app sẽ phân tích cho chúng ta rất nhiều thứ về trình độ xoay của mình, như là độ mượt, số bước xoay trong 1 giây, ta có thể lên học công thức, luyện tập theo từng công thức, có thể thi đấu online với người khác, lưu thời gian lập biểu đồ tính toán, vân vân và mây mây. Rất nhiều tính năng hữu ích mà mình sẽ hướng dẫn các bạn trong clip sau. Như vậy, ta có thể thấy rằng Gan 356i3 là một chiếc Rubik thông minh cực kỳ hoàn hảo, mà lại còn kết nối được với app ở trên smartphone. Chúng ta có thể thi đấu, giao lưu và làm quen với bạn bè trên toàn thế giới. Còn chần chừ gì nữa mà không nhắn tin cho H2 Rubik để được sở hữu Cube trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra shop còn đang giảm giá rất là sâu ở trên Shopee và Lazada các bạn nhá. Trên đây là toàn bộ cảm nhận và đánh giá của mình về chiếc Rubik Gan 356i3 mới đến từ hãng Gan. Một chiếc Rubik hiện đại và vô cùng xuất sắc. Và nếu có bất kỳ câu hỏi gì về chiếc Rubik này hoặc cần tư vấn, các bạn hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để mình có thể trả lời nha. Bye bye, xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.